Xin chào các bạn, Nhung đang có mặt ở phòng tập vũ đạo với nhóm nhảy ô. Và ngày nào Nhung với cả nhóm ô cũng có mặt ở đây để mà tập luyện vũ đạo hàng ngày cho nhuần nhuyễn, cho những dự án âm nhạc sắp tới của Nhung. Và bây giờ các bạn sẽ theo chân Nhung để xem quá trình Nhung tập vũ đạo như thế nào và những sản phẩm âm nhạc sắp tới của Nhung sẽ như thế nào, thì các bạn sẽ cùng theo dõi Nhung nhé. Xin chào các bạn, Nhung đang tập vũ đạo và rất là mệt, mồ hôi nhễ nhại rồi. Và bây giờ Nhung đang tập cho bài Nhạc Đen sẽ nằm trong album sẽ ra mắt vào năm tới của Nhung. Và hôm nay buổi tập của Nhung đã kết thúc rồi, Nhung rất là mệt và ngày nào cũng phải cố gắng như vậy, bởi vì Nhung muốn những dự án âm nhạc, những sản phẩm âm nhạc sắp tới của Nhung được ra mắt thì sẽ được các bạn đón nhận. Và khi các bạn xem những sản phẩm này, các bạn cũng sẽ thấy được đằng sau hậu trường những cái sản phẩm này là sự cố gắng nỗ lực của Nhung và sẽ luôn bên cạnh ủng hộ Nhung. Xin cảm ơn.